โอเคบาดสุสดีบ่าวๆโปรสรีบาดจิมเซสสําหรับអ្នកដែលចូលចិត្តតាមដានមើលเพจហើយនឹងចូលចិត្តតាមដានមើលបាទ YouTube Channel ហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីៗនៅតាមTikTok ផងដែរបាទថ្ងៃនេះគឺពួកយើងតាក់លម្អងហើយងើបពីម៉ោង 4បាទល្ងាចល្ងាចបងប្អូនបានឃើញនៅដើមវីដេអូហើយឥឡូវនេះគឺបាទម៉ោង 5:6 hay bên tay bùi dân thời điểm chọn ví dụ và đời xa tại về rất lắng mong pram pram cả là hãy đến cứ về chập đam chạy nhảy bà phư là bà chập đam ngày chập đam phư thì nó cứ về chập đam chạy nhảy bà trong những thời điểm chọn môn bà điểm chứng ma điểm chan trâu hàng cầm bà hay điểm phần lớn bạn đi chập đam đã thẹn tẹt một ô nè bà chẳng một là hai đề ca tẹt cứ ca tâm chấp đam rị hai chỉ chân và hai chỉ pi bên ngang thế và hai bà sân chỉ ở tẹt thế vừa ở phật không được ăn nó quỳnh từ đây làm ổn chẳng cần nào về sầm bồ làm ổn chân kháng quỳnh tu và chẳng biết vừa ở không nước mình lại bao hay tắc có châu đi ti tịnh đáy mà toàn chân đấy và chẳng cứ cần nào về tắc phong làm ổn phong nông mà tu để bao bao ba khơi nắng việc ping cái này ta việc ping cứ viên chập đam bằng bảy vòng cái hàng swarm thì sang đấy mà vẫn hàng bằng bảy vòng chẳng viên chập đam bằng cả sẽ lại mấy hay sẽ lại chắc năng hai chạy bà chẳng là làm trong cơ khác có miền khum hào đây hỡi bà chẳng cứ dân thua mất cứ từ tài tẹo về khác bà là mày top scat về của mày swarm cái nào mày swarm mày phơi tu được sao ok bà chẳng cứ ôm chui mà cả con cứ chui chui về đèn thì phụ ấy rít và làm nóng co chập đam rít hay không muốn về tay giò làm on mà hay vì chúng nó cứ tích á mà bây giờ đang đã nên nó cứ tích ra mình tên làm mình tên ok bạn chắc ngờ video đó chạy chạy phần này ấy bạn miền sầm nua vì chúng nhỏ lấy bạn comment được cái video hay chúc khi nào video khác nào tiếp. Thank you.